Sáng ngày 31 tháng 10, Ban Thường vụ Thành ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn. Ông Lê Minh Thế, Bí thư Thành ủy, bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Phạm Trung Chánh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, buổi đối thoại có 12 lượt ý kiến với nhiều nội dung ở các lĩnh vực như hẻm 6, đường Phạm Tung, khu phố 1, phường 3. Có một số hộ dân xây dựng công trình trên phạm vi lộ giới, làm mặt đường bị thu hẹp, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân. Đề nghị nâng cấp hẻm 3, đường Trưng Nữ Vương, khu phố 4, phường 2, nâng cấp hẻm 2, đường Huỳnh Công Nghệ, nối liền hẻm 11, đường 786 ở phường 1, đường Bời Lời ở phường Ninh Sơn, đoạn trước nhà xe Lê Khánh thường xuyên bị đọng nước, làm thu hẹp mặt đường, mất an toàn giao thông. Công tác đảm bảo an toàn giao thông tại trước các cổng bệnh viện đa khoa Tây Ninh. Cần trang bị thêm các dụng cụ tập thể dục tại công viên Quang Trung, hướng dẫn cụ thể người dân trong việc sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy, vấn đề thả rông vật nuôi dễ gây tai nạn giao thông cho người đi đường, công tác quy hoạch đô thị, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, ngập úng cục bộ tại một số tuyến hẻm ở xã Bình Minh. Các ý kiến đóng góp đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời, giải quyết thỏa đáng tại hội nghị. Ông Lê Minh Thế, Bí thư Thành ủy tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời trân trọng cảm ơn sự tham gia ủng hộ, đồng thuận với những chủ trương, quyết sách của cấp ủy, chính quyền thành phố, của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân.